tôi nói nghe nè, để bữa nay tôi trực đi, để ngày mai bà trực được không? Bác sĩ Tùng trực cả tuần lận, lần hôm nay bà nhường cho tôi đi chứ. Không được, ngày mai tôi bận rồi. Ngày mai thôi được rồi, vậy thì hôm nay bà sắp cho bà đi, ngày mai bà sắp cho tôi nha. Ok, vậy tôi lên lịch nha. Được rồi, bà lên lịch đi. Ừ, rồi, ok, ok. Dạ, thưa giám đốc. Dạ, thưa giám đốc. Có chuyện gì vậy? Dạ, không có gì đâu giám đốc. Tôi mới nghe bác sĩ Tùng như thế nào? Dạ, không có gì đâu, giám đốc. Đưa lịch trực tôi xem. Gì vậy? Tăng kèm à? Tăng kèm à? Chứ không phải anh đang giận em hả? Cái gì? Thương không hết mà giận cái gì? Anh suy nghĩ thông suốt rồi. Thông suốt chuyện gì? Anh kể cho em nghe. Mới hồi nãy nè, có cặp vợ chồng kia đi vô shop quần áo, anh mua quần áo mà dắt theo đứa con nhỏ xíu vậy nè. Trời ơi, vô nó quậy banh xác luôn á. Nó qua la, rồi nó nhảy, nó quăng đồ, quăng đạt, rồi nó cười, rồi nó khóc. Nhức đầu với nó luôn á. Rồi sao? Con nít nhìn cái mặt dễ thương vậy thôi, chứ mà nó quậy quá quậy. Mình lớn tuổi rồi, chăm sóc nó không nổi đâu. Mệt, nhức đầu nữa. Nên quyết định rồi, mình không cần thiết có con đâu. Anh nói thiệt không? Anh nói thiệt. Bây giờ khoảng thời gian dành cho con, chăm sóc cho con, mình hãy dùng cái khoảng thời gian đó, hai đứa mình hẹn hò lãng mạn còn thú vị hơn. Anh đọc hồ sơ bệnh án của em rồi đúng không? Cái đó không quan trọng nữa. Quan trọng là anh suy nghĩ nè. Chỉ cần hai đứa mình yêu thương nhau, chăm sóc cho nhau. Còn cái độ tuổi của mình á, mà bây giờ có con hả, là nó cũng nguy hiểm tới tính mạng nữa. Bây giờ hai đứa mình chăm sóc cho nhau, yêu thương cho nhau, dùng những khoảng thời gian đó, những giây phút lãng mạn ấm cúng bên nhau còn hay hơn cuộc đời nữa. Nè, hứa với anh, không có buồn nữa, vui vẻ và không được nhắc tới chuyện con cái nữa. Mãi yêu em, mong ngoéo. Cảm ơn anh. Mong ngoéo. Mời bác sĩ vào khám bệnh. Mãi yêu bác sĩ. Trời ơi, đi đi. Bác sĩ ơi. Rồi, chiều gặp. Chiều nha. Trời ơi. Đừng hỏi nữa, em luôn me chị mà. Chị, em mặc đồ bảnh tỏn vậy là để dễ dụ người ta. Dụ người ta? Thiệt mà, chú Thắng nói phải ăn mặc lịch sự vô thì người ta nhìn vô mới biết mình là người có tiềm năng. Còn hai cái tay mà để ngay rúng là em tự nghĩ. Công nhận á, là không biết em dụ được ai không, mà chưa gì là dụ được chị rồi đó. À không, chị là chưa bao giờ nha chị. Chưa bao giờ em dụ được chị nha, chị nói gì vậy? Công nhận chuyên nghiệp thiệt, doanh nghiệp nào mà ông tuyển em á chắc là thiệt thòi cho người ta lắm. Em cũng nghĩ vậy. Thêm một doanh nghiệp nữa thiệt thòi rồi chị. Bây giờ công ty khác người ta đuổi em luôn rồi chị. Thôi không có sao hết đó, thì mình mới đi xin việc thì cũng phải gặp vấn đề này vấn đề kia thì mình mới có thêm kinh nghiệm chứ. Nè, bộ người ta đợi ý hả? Dạ không, tin nhắn là của người khác. Thôi vậy nha, cảm ơn chị đã khuyên em. À,
Ủa, ai đăng hình sao giống khoai vậy ta? Hẹn hò với trai trẻ. Bạn này tên là Cẩm Chướng. Nè, bộ người ta đợi ý hả? À, dạ không, tin nhắn là của người khác. Thôi vậy nha, cảm ơn chị đã khuyên em. À, vậy là Khoa hẹn với Cẩm Chướng tỏ tình hả? Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.